anh đánh võ thì không nói rồi, nhưng mà hả, nói chuyện á thều thào. Mà thường thường đánh lộn giỏi thì hát không giỏi. Theo thuyết âm mưu của chương trình đặt ra từ vòng đầu đến giờ thì tương kế tự kế anh ta sẽ là một người vừa giỏi võ mà vừa hát hay. Nhìn từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài nơi xa em có người quen. Nhìn từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài nơi xa em có người quen. Chân trời kia mờ trong màn sương, chờ đợi em sẽ quay về. Con đường xưa giờ đây ngơ ngác, ngập đầy tuyết rơi giá lạnh. Và cho cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mưa băng giá, dù đợi chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Này người từng cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên em. Mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũ êm đềm. Dù là cơn mưa băng giá, dù đợi chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên em. Mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũ êm đềm. Người ta đẹp trai là do cha mẹ ta sinh ra hình hài, người ta hay là trời cho. Tại sao lại ganh tị đủ người ta về sớm? Đâu có. Nhìn đi các bạn, một cái bạn trai chưa biết làm có phải cascader thiệt hay không, nhưng mà vạm vỡ có vẻ hơi gai góc, hơi sần sùi một tí, nhưng mà khi cất giọng lên ngọt ngào, truyền cảm nồng ấm vô cùng luôn. Em làm tất cả mọi người bất ngờ bởi giọng hát của mình. Em tên gì, công việc của em là gì? Cascader chứ gì nữa. Em tên là Trần Gia Bắc và em đang là sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Không phải là cascader. Không phải là cascader. Gia Bắc sinh viên năm thứ mấy rồi em, khoa gì? Năm cuối khoa thanh nhạc. Khoa thanh nhạc. Trời ơi. Vậy có đi học những cái như tập gym hay tạ gì không? Chắc phải có. Có. Em là một cái người mà hát mà có học hành mà không bị khuôn khổ của học hành nó làm cho nó cứng cái giọng của em. Trong khi đó những ca sĩ nổi tiếng bây giờ đi hát lại khuôn khổ là đuổi người ta về. Ơi tôi nói rồi, thấy không? Không nghe Trấn Thành nhắc mà thiệt thòi ngay trước mắt. Tôi đã nói rồi, thuyết âm mưu người ta mời một cách cái đơ tới để làm gì? Để chúng ta đoán người ta hát dở à? Không. Trời ơi. Em ơi, em có biết không? Em là một trong những cái người talent mà hát hay nhất của cái chương trình này từ đầu tới giờ luôn. Câu này quen quá. Tôi đã nói là một trong những top. Top, em top. Là top. Hay, rất hay, lên cao, đẹp mà. Vấn đề là nó sâu lắng, hát hay, thoải hay mái, vì, không có bị học em, hành. Em làm cho người ta cảm được cái bên trong em. Trong đó nhiều ca sĩ chuyên nghiệp, bây giờ là mình không cảm thông okay, được. Ok em, bây giờ từ đây sao đừng nghe nhạc Hoàng Hiếu nữa em. Ok. Tối nay về có gì bắn Bluetooth, đẩy em đi bao cho anh thích bài này quá. Ừ, nha, không nghe, ok. Được rồi, các bạn ơi. Okay. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều nha. Bây giờ thì có lẽ là anh Hồ Quang Hiếu anh hát cái bài không cảm xúc rồi đó. Chúc mừng em. Cái này em chúc nghe mừng em có tưởng đâu mở đĩa hát clip không à. Giờ hát hay quá trời hay. Hay cái gì? Hồi nãy ai? Ừ, em nghĩ mấy người quýnh lộn chứ hát không hay đâu. Nhưng mà cuối cùng bạn có không phải là cascader luôn. Đó. Đấy.
Anh nói chúc mừng em là vì sao? Bởi vì là tuy em phải chia tay cuộc thi sớm, nhưng mà em đã để lại trong lòng tất cả những anh chị ở đây, và đặc biệt khán giả đang theo dõi chương trình, một ấn tượng rất đặc biệt về giọng hát của em. Chúc cho sau này khi em ra trường, bước trên con đường âm nhạc của mình, em cũng sẽ trở thành những người đồng nghiệp như chị Lương Bích Hữu hay anh Hồ Văn Hiếu, và thành công em nhé. Xin cảm ơn. Cảm ơn em.